Có một chuyện nhiều người hỏi tôi là đi rừng thì mang cái gì đi đựng nước. Nhiều bạn bảo là mang cái bình đong, cái baton bằng nhôm của quân đội ngày xưa ấy. Hoặc là có bạn này mang cái bình đựng nước bằng nhựa giống như Hà Nội hay bán ấy, siêu thị hay bán ấy. Những cái đấy nó không phù hợp đâu. Thứ nhất là cái baton các bạn nó rất nặng mà nó bằng nhôm, ta không nhìn bên trong nó có cái gì được. Thứ hai cái bình bằng ống nhựa như kiểu của lock ấy thì nó lại không quá kín đâu. Đơn giản nhất này các bạn này, dùng một cái chai nước ngọt cũ như này. Tất nhiên là phải có nắp nha, cái này tôi một tay cầm máy ảnh, tôi không có nắp, tôi không vặn được, tôi phải bỏ mở nắp ra trước. Cầm cái này đi để đựng nước, đi rừng hoặc đi chơi xa này cực kỳ tiện lợi luôn. Uống nước hết ta chỉ cần bóp nhỏ cái nó gọn nhỏ, ta bỏ vào trong ba lô cực kỳ nhẹ nhàng. Và thứ hai quan trọng nhất này, khi kinh nghiệm đi rừng này, rừng Tây Bắc của bọn tôi thường là cái hệ thống khe suối này rất là nhiều, đây là những cái khe nhỏ nhá. Nước cực kỳ trong, trừ khi mùa mưa, mưa về là nước nó đục, hoặc là có con gì ở trên chẳng hạn như lợn rừng hay là trâu bò gì đấy nó lên trên. Lợn rừng nhiều lắm, lợn rừng thì thoảng nước đục chảy về, lợn rừng nó phá ở trên đầu nguồn ấy thì thôi dừng lại. Thế còn đợi khi nào nước trong nhá, các bạn dùng nước uống nước khe các bạn như thế này. Không được phép vụt mồm trực tiếp xuống để uống, không được phép vụt mồm xuống để uống đâu nhá. Các bạn phải, nếu mà không để uống ấy, các bạn lấy cái hai cái tay ấy mà khum bên này xong là múc một tí này lên nhìn ở tay xem đã. Bởi vì sao, ở khe suối như này thường nó hay có một cái con, nó không phải là con vắt, nó không phải là con đỉa, nhưng nó bé tí đấy, nó như bé, nó dạng như con đỉa nhưng nó bé lắm. Con đấy mà uống cứ vụt mồm xuống cũng không biết đấy, uống vào bụng nó chui mũi ấy, nó sinh trưởng ở trong mũi, ký sinh trong mũi kinh lắm. Con đấy nhiều người bị rồi, bị hoặc là con trâu nó đi uống nước này bị chui mũi phải khều ra đấy, sợ cực kỳ. Nên các bạn phải uống cái này này, một là khum tay như vậy, vừa nãy tôi bảo nhá, nhấc lên để xem. Thứ hai là dùng cái nước, cái chai trắng trong cái này, các bạn hứng nước cái này, hứng thế này xong bắt đầu nhấc, người ta phải xem trước, xem nó có sạch sẽ chưa, nó có cái rác rửa gì bên trong không. Nếu mà trong rồi thì đuổi đấy ra mới uống nhá. Thường thì tôi nói là cái con kia nó có đấy chứ không phải là chỗ nào nó cũng có đâu, thi thoảng mới gặp khe nó có một hai con thôi, nhưng mà chúng ta cứ phải cẩn thận. Thế còn đối với những cái lọ như này ấy, các anh chị có thể là sợ uống nó đau bụng chẳng hạn, thì ta đổ đầy vào xong là vặn chặt nắp vào, cứ phơi nắng buổi là uống tốt, nó sử trùng rất là nhiều. Tôi bọn tôi đi rừng quen uống cái này đi chứ, hoặc là mang son thì đun nước. Còn nếu mà trong ngược đi việt dã liên tục thì làm gì có thời gian đâu mà đun nấu nữa, là cứ lấy cái này uống thôi, không sao cả, uống đấy. Chui đây, đi tiếp. Kinh nghiệm đi rừng nó chọn nước uống không phải đơn giản, nhiều người cứ sợ nước khe chứ, nước xe uống cực sạch luôn. Nhưng mà phải nhớ là như vừa nãy tôi nói ấy, đừng có vụt mồm xuống mà uống nhá. Ui giời, không được vụt mồm xuống uống đâu. Thôi đi về.